于34天。Ngày thứ 34. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Có thể cho mình số di động của bạn không? 可以给我你的手机号码吗? 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Rất vui được quen biết bạn. 很高兴认识你. Ừ, ok, quyết định vậy nhé. 好, 一言为定. Trước đây chính là học đại học ở đó. 以前就在那里读大学. Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. Không sai, có điều. 没错,不过. Giáo viên của Hội quán Tam Thế. 三是会馆的老师. Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, 原来是这样. Ồ, 原来是这样.